Chào mừng các bạn đang theo dõi chương trình tìm hiểu các ngành học của trường University of Kansas. Và trong ngày hôm nay thì Tân Đại Dương muốn mang đến cho bạn một ngành học mà khi học ngành này bạn sẽ hiểu được những hoàn cảnh sống khác nhau, nhiều phương pháp hỗ trợ cho mọi người trong xã hội, đó là ngành công tác xã hội. Đối với nhiều quốc gia trên thế giới thì công tác xã hội đã phát triển trở thành một nghề chuyên nghiệp. Tuy nhiên thì ở Việt Nam, nghề công tác xã hội mới chỉ ở bước đầu hình thành, chưa được phát triển theo đúng ý nghĩa của nó trên tất cả các khía cạnh. Và khi du học Mỹ tại trường Kansas thì bạn sẽ được hướng dẫn rõ cụ thể với ngành. Thì trường Kansas được thành lập từ năm 1865. Đây là trường đại học công lập lớn nhất ở tiểu bang Kansas với 27.784 sinh viên đăng ký theo học năm 2013. Và trường thì được xếp hạng thứ 101 ở Mỹ và thứ 47 trong hệ thống các trường đại học công lập. Thì các bạn sinh viên có thể tìm thấy bất kỳ ngành học mà mình mong muốn tại trường, có khoảng hơn 345 ngành học. Và ngành công tác xã hội hôm nay chúng ta nói đến thì bao gồm các vấn đề khác nhau, từ luật gia đình đến nhân quyền, cũng như các bộ môn thuộc ngành xã hội. Một số kỹ năng cần có trong ngành công tác xã hội cần biết, đó là mình phải cảm thông và thấu hiểu vấn đề của người khác, cũng như phải có khả năng truyền thông với mọi người để hiểu hơn về hoàn cảnh và nhu cầu của họ. Về chuyên môn thì những ứng viên có điểm số cao trong các môn xã hội, luật hay lịch sử sẽ rất có lợi trong việc học ngành này, đơn giản là vì họ sẽ hiểu hơn về các hệ thống chăm sóc xã hội. Và một tấm bằng công tác xã hội sẽ không chỉ mang lại cho bạn kiến thức về lý thuyết mà còn giúp bạn có được các kỹ năng cần thiết trong một môi trường làm việc. Và hầu hết sinh viên tốt nghiệp ngành công tác xã hội đều muốn làm việc cho các tổ chức để có thể phụng sự cho cộng đồng và có rất nhiều hướng đi riêng cho họ lựa chọn, như là bảo vệ tài nguyên môi trường, chăm sóc bà mẹ và trẻ em, hỗ trợ người già neo đơn. Một số khác thì có thể tìm tới các viện dưỡng lão, trung tâm bảo trợ trẻ em đường phố hay là các cơ sở chuyên biệt. Và ngoài ra thì cũng có nhiều bạn đầu quân cho các tổ chức phi chính phủ. Học một ngành học thì niềm đam mê là điều quan trọng nhất, và để tìm hiểu rõ hơn về ngành học mà bạn yêu thích cũng như là thủ tục du học ra sao thì các bạn hãy liên hệ ngay với công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường Kansas tại Việt Nam, theo địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hay là 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, hoặc là một địa chỉ ở số 7 Mê Linh, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang. Và các bạn cũng có thể truy cập ngay vào website tddvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.